Hey, hey, hôm nay tớ sẽ ra tớ dọa mama, biết chưa? Xui, chị Vi Xui cùng nhau bẻ cái này thử đi. Tháo đây, vứt hết vào, vứt hết vào. Nó còn để đây trước ăn tiếp nào. Hai chị em mình thử bữa xem. Hãy mà không sao đâu. Mình làm mình hì hục với mãi một quả táo gì cả. Chỉ nhận tí sản là mình bắt làm hết luôn. Hả? Ơ, điện đâu rồi? Ơ, sao lại mất điện này? Hả? He he, hôm nay tớ sẽ ra tớ dọa mama, biết chưa? Ơ, điện. Ai bật điện cho mình nhỉ? Sao mất điện, sao tự nhiên á? Có á? Trời ơi, đặt này báo này. Mặt sóng quốc à, ai chả kinh. Thế làm chị sợ quá. Ủa, em có cái đèn xinh á. Đèn Halloween rồi mà. Ồ, hay nhờ. Mày mang gì sang á? Vé sẵn đấu đã vé được quả bí ngô nữa kìa. Em nhìn này. Chị đang vẽ mấy quả táo đây. Mình nhìn này, nó không ra gì cả. Trời. Em sao em vẽ đẹp thế. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây chỉ có một món quả bất ngờ cho em luôn. Để đây nha. Này tính sao? Ô quả này đẹp thế. Nhờ. Nhưng mà em nhìn này, tẹt đen. Chỉ có quả bí to chưa? Nhưng mà có điều bí mật lắm. Đấy, thấy cái gì bên trong chưa? Đúng là cái gì đấy? Nhìn này. Thạch cao cao. À, em đã bao giờ nhìn thấy một quả thạch hay Halloween mà to như anh chưa? Chị nhớ để chị đổ hẳn ra luôn cơ. Nhìn đến một quả thạch Halloween mà to như này chưa? Đây này, có cả mắt mũi như này. Đâu? Mắt mũi đâu? À, để vào đây. Đây rồi. Để mắt mũi đằng này. Wow, đấy, các em nhìn thấy quả thạch Halloween to chưa? Quả chú đang ăn rồi đấy. Còn đâu? Đấy, sao bên Halloween chị biết nên là chị đã làm một quả thạch bí ngô to không? Ngon không? Quả các em nhìn mặt chú của chúng ta này ngon này. Bây giờ là su bẻ mi. Đấm nào được, hai chị mình cho bé nhé. Wow, dài lắm các em ạ. Cái em được này á. Wow, các em nhìn chị làm thạch Halloween thành công chưa? Wow. Các em nhìn này. Em xin được này. Nào, hả? Wow. Ngọt và thơm lắm các em. Thật sự của chúng ta thích ăn thạch lắm em ạ. Mình công nhận ngon lắm em ạ. Đấy, chị biết Su thích mà. Để chị kẻ nó Su một nửa nhá. Mà nhẹ nhẹ tí nhá. Kẹp đi này. Wow. Thành công đúng không? Đấy, Su thấy chưa? Đây. Em đâu ra nhìn thấy thạch như này không? Đấy, Halloween nhá là phải vừa chơi được vừa ăn được với chị em nhá. Mát nhở? Chị để trong tủ lạnh cho mát đúng không? Nóng lắm, đúng không? Ừ. Giống mẹ đâu, hai quả to như nhau rồi em ạ. Đấy. Giống mẹ ăn mất một nửa. Nhưng mà bọn chị ra mất một nửa rồi. Em nhìn này, à. Ố, chị ăn cái mắt và cái miệng rồi à. Bạn xung của chúng ta rất hào hứng ngay như này mà. Ngon, ngon. À. Dạ bây giờ em ăn cái thạch ở đâu ngon như chị làm không? Bởi vì thạch cái là đặc biệt để ăn Halloween đấy. Hôm nay chúng mình chỉ là tập thử thôi đúng không? Hôm nay đến Halloween á, chị em mình sẽ làm thật là nhiều à. Đúng không? Đấy, mà chủ của chúng ta thích lắm em ạ.
Ngọt được hả em nhỉ? Chị biết phương thức ăn này rồi. Thế thôi. Hả? Nhìn này vẫn như một quả của chị luôn. Thử lấy sao, thử lấy sao. Quả rất là ngon. À, chú lại cắn luôn. Các em nhìn này. Đấy. Nặng cắn chứ. Mới lại chị còn đắp vào vào. Đắp vào vào rồi. Đây là chính là cái mồm. Đây này, đây này. Đấy. Chị bạn xuống ăn thoải mái luôn. Hôm nay em bạn xuống ăn cả đêm không hết. Đúng không? Chị cứ thích ăn rồi. Rất là rắn nhá. Đợt này chị làm rất là rắn luôn. Bởi vì cái như này đây, nhìn này. Đấy, trắng veo luôn. Wow. Trông trông à. Đấy, thấy chưa? Nó không hề bị nhão luôn nhá. Thấy không? Đấy, su của chúng ta thao thao hồ mà ăn nhá. Chị bỏ tạm vào đây nhá, không nhiều quá. Em nhìn này. Chị cũng không thể nào mà giống y kẹo chim chíp luôn nhá. Đấy. Ăn hết rồi kìa. Đang quay thử miếng nhá. Thôi chú ơi, mình ăn thế thôi. Chúng mình chuẩn là đi siêu thị để mua ít thạch về là mấy bữa làm đi. Hôm nay làm này là ngon chưa? Kẹo mịn heo. Đấy, cứ chê chị tham ăn nhưng bây giờ ăn hết nẻ luôn. Nào thôi đi. Thôi. Ôi. Thôi thôi thôi. Ăn thế thôi. Biết là em thích rồi, nhưng bây giờ chúng mình ra siêu thị mua cái lại về đi. Để mấy hôm nữa còn làm, không có nhớ đến ngày đấy nhá. Đông quá mọi người mua hết đấy. Chị em không có gì để làm đâu. Đi, đi, đi. Cứ để ở đây thôi, trong về nhà ăn tiếp nhá. Mama, em ăn một miếng. Em ăn một miếng. Ôi, khổ chưa kìa. Thích ăn thạch đến thế cơ. Hôm nào chị làm cho hẳn mấy quả luôn nhá. Ăn thoải mái luôn. À, mình đi thôi. Thế thôi nhá, đi mấy. Chùm cái áo này vào. Năm nay chị em mình sẽ có một cái Halloween á, đáng nhớ luôn. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Thấy chị mua cái này đẹp không? Hợp lý không? Hợp lý. Quá đẹp luôn, giữ chặt, giữ chặt. Chặt thì chị còn cho đầu bạn thế nào chứ? Sợ không? Đấy, của chị được rồi đấy. Chị nghĩ là chị thấy cái này hợp với siêu nhân luôn. Đấy. Wow, được không, được không, được không? Khá đẹp luôn. Này đi chúng mình đi lễ hội hóa trang mà. Thế này không ai đảm bảo không ai nhận ra siêu nhân nhà mình luôn. Xong chưa, nhanh lên đi thôi, muộn rồi em ơi. Chưa gì? Chưa xong à? Ngờ, chị chắc gì? Thế nào? Úi giời, mẹ. Được, đi thôi. Nhanh lên được. Chúng mình muộn rồi. Mọi người chị. Sao em? Mình ngon à? Tôi chết rồi, cái quan trọng nhất của Halloween chị lại quên rồi. Sang nhà em đi. Nhanh chồng à? Được, chúng mình sang thôi, nhanh lên ông muộn. Chị phải cầm như nào cho đẹp nhỉ, như này à? Wow. Yeah, chúng ta đi thôi. Được không em? Ừ. Đấy. Em cho thổi vào để em bay chứ. Ừ. Em là một phù thủy mà. Wow, được đấy, ta đi thôi. Yeah, đi. Chị lại quên hôm qua đi mua, không mua. Đâu, đi ngơ đâu. Em có thấy nó không à? Sáng nay em có nhìn thấy nó không? Có. Bây giờ chúng nó đi đâu nhỉ? Nhé, có ai vào lấy trộm không? Không, bây giờ mình thử đi lên xem đi. Mình thử đi ra đằng kia xem nào. Tài nhỉ, trong này cũng chẳng có à. Bi ngô. Wow. Sao bi ngô nhỉ, em lại biết trèo cây à? Wow. À đúng rồi, lễ Halloween mà. Mọi thứ nó đều thay đổi hết em ạ. Thôi bây giờ chị em mình phải vặt xuống thôi. Em mà đi chơi thôi. Chị mặt to này. Wow. Công nhận nhà siêu nhân sao mà trồng quả bí ngô to thế em? Vâng, tại vì em thế à? Thế từ năm sau chị cũng chả cần mua bí ngô nữa. Chị cứ sang đây xin siêu nhân thôi. Chị cho bạn này xách bí ngô đi. Được. Em xách cái nhỏ đấy đi. Để chị lấy được quả này nữa. Ây nữa rồi. Hai chị em mình cứ gọi là hoành sờ tráng luôn. Được không? Như nào? Không, em xách cái đấy đi. Hai đứa chị xách cho. Nhiều đồ quá rồi đúng không? Thôi bây giờ hai chị em mình đi chơi Halloween thôi. Em bắt chổi lên đi. Hey. Chị sẽ bắt cái người này. Này, xin mời chị đi như này á, có ai nhận ra chị đằng sau không? Wow.
Thôi đùa tí thôi, chị em mình đi chơi Halloween thôi. Yeah, đi nào. Thôi. Wow, không biết năm nay á mọi mấy người bạn của chúng ta có làm như chúng ta không nhỉ? Không biết. À, hôm năm nay hai chị em mình quá kỳ công, chị thì làm nguyên một hình lộn mới luôn, còn nhà em thì trồng bao nhiêu là bí ngô. Chị em mình năm nay chơi hơi bị máu rồi. Wow, siêu nhân biết rồi nên chả bị giật mình. Bí ngô của em chưa bị qua vào để sát á. Đúng không, cho nó tiện đúng không? Thảo nào, cái quả bí ngô để nhà em ăn đấy. Thế thì em đục lỗ để đổ. Thôi tối nay về nhá, cho chị xin một quả nhá. Sắp đến chỗ hẹn với mọi người rồi đấy. Không biết là mọi người đã đến chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ phải đi chơi á. Chắc là chưa đâu. À, chị cũng nghĩ á. Chị à, mọi người là cà phê đúng không? Không ai á. Xong như chị em mình đâu, đến đúng giờ thì kỳ luôn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.